chào tất cả các bác cùng tất cả anh em trên toàn quốc nha. Lại đến hẹn lại lên vào tầm 7 giờ tối là bên em lại đăng video để đến các bác mà chưa mua được hoặc là đến các bác tầm tiền nào thì các bác mua nhá. Thì hôm nay bên em có 5 con máy tàu. Máy này thì là toàn máy tháo xe, máy vẫn còn lổ cũng còn gọi là tương đối nha các bác nhá. Máy lổ còn tương đối thì máy em chưa vệ sinh đâu. Ý là máy vẫn còn lổ ngon nha các bác nhá, lổ tương đối ngon. Thì hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em nhá. Đây có nhiều bác bảo là số điện thoại nhìn nó không rõ. Đây 0364011683 và 0983198883. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá. Sau có video là hay anh em có thể xem qua được thì các bác bớt chút thời gian các bác đăng ký kênh nhá. Thì có mấy con máy Honda Way Gym nhá. Thì các bác về làm tời này hoặc là các bác về lắp cho con xe Way Gym tàu của mình nó rẻ rẻ thì các bác có thể lắp nhá. Rồi đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu các bác con Way 100. Con Way 100 nha các bác nhá. Con này là con Way tàu 100. Thì con này giá của nó là 1.800.000. Máy vẫn còn khô nhá. Thì bên em cam kết các bác là máy vẫn lổ, là vẫn lổ êm nhá. Còn tình trạng máy của nó thì cũng khá là sạch sẽ. Và máy của nó là máy 110 nhá. Con này thì nó lai tạp linh cơ tinh hết. Đấy. Con này thì vách thì vách tàu nhưng mà máy là nó vào hơi hơi tàu hết này. Đây cái bên 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 điện là cơ chữ Honda là của đời 2002 Honda xịn nha các bác nhá. Đây nó cái lai tạp linh tinh hết. Thì con này lổ khá là ngon nha các bác nhá. Củ đề thì vẫn đề đóm là ngon lành cành đào nha. Thì cái lô này thì bên em bán 1.800.000 nhá. Bớt cho các bác thì còn vào 1.700.000. 1.700.000 nhá. Thì anh em cứ lựa chọn nha, tại vì máy nó lổ vẫn ngon nên là bên em phải bán giá cao. Con này em được đúng 100.000 này. Đấy, chế của nó đây. Đấy. Nó theo IC con nạp cần đạp cần số nhá. Mô bin sườn. Đấy, là theo cho anh em như vậy. Đấy còn đầu máy là và sẽ như này về anh em gắn đề nhẹ cái là lổ thôi. Con này máy Way 110. Anh em về đóng xe ba gác hoặc là xe gì cũng được, anh em có thể đóng nhá. Cốt máy còn khá là đẹp nhá. Cốt máy còn tương đối gần như 100%. Con này vách giữa chưa trẻ này. Đấy, vách giữa chưa trẻ nhá. Côn hình như vẫn còn côn của nó. Nó vào còn vẫn khá là đẹp, máy vẫn lổ ngon nhá. Con này là mã F50 nhá. K50. K50 các bác nhá. Anh em mua được con K50, máy Way 110. Rồi tiếp theo con thứ hai. Đây, con thứ hai là con The Gem. Đấy, anh em về lắp The Gem tàu nhá. Con này thì đấy, các bác là nó vẫn còn lổ khá là ngon nhé. Con này côn vẫn còn zin nhé. Vách giữa chưa trẻ này. Đấy nó vừa thay vào củ đề 150. Vẫn còn đề ngon các bác nhé. Đấy con này thì máy gem tàu 100. Đấy gem tàu 100 nhé. Đầu, tên máy của nó là Honda. Đấy. Đây. Cái này cốt máy nó hơi mòn một chút nha các bác nhá. Hơi mòn chút, con này thì em giảm sâu với các bác nhá. Con này giảm sâu là con này em bán 1.500.000 nha các bác nhá. Con này bán thôi con này bỏ này. Con này anh em mua xác để mua đi, còn con này chắc cần khởi động nó hơi có trục trặc có vấn đề rồi. À đây cái rãnh cần nia nó bị mòn mất rồi. Thôi con này bỏ, con này em không bán nữa. Rồi em trả lại. Rồi. Tiếp theo con Long Zin nhá, con Long Zin tàu này thì nó vách giữa chưa trẻ này. Côn hình như nó cũng chưa ra nha các bác nhá, côn chưa ra. Con này lổ vẫn lổ ngon nha các bác nhá. Con này là Uy tàu, Zin tàu 100. Con này con này máy vẫn còn sống nhá, máy em bao lổ nha các bác nhá. Đấy cốt máy nó vẫn còn khá là tương đối còn 85% nhá. Con này 1.800.000 nha, bớt cho các bác 200 1.600.000 nhá. Con giờ gem tàu theo IC con nạp con đạp con số nhá. Đây theo IC này, con nạp này. Đấy, và mua bên sườn nha các bác nhá, giá 1.600.000 này, bao cả ship nữa thì đúng là quá là ok rồi các bác nhá. Đấy về anh em lắp Way Gem tàu, con nào bỏ là bên em báo bỏ luôn, con nào nó chạy khá là ok là bên em báo là lổ vẫn còn ngon các bác nhá, lổ vẫn khá là ok các bác nhá. Đấy thì đa phần là có hơn 1.000.000 thì các bác không thể đòi zin 100% được, kể cả Long Zin tàu mà zin 100% thì là giá tiền nó đã khác rồi.
Đấy, con này thì giờ em bán 1.600.000 nhá. Con này là mã K48 nhá. K48 các bác nhá. Rồi, tiếp theo con thứ 3 ngày hôm nay. Đây. Con này là con Kimco hàng Đài Loan nhá các bác nhá. Con này máy vẫn lổ ngon nhá các bác nhá. Anh em về ráp hoặc là anh em lắp lên tời điện hoặc là anh em lắp làm gì làm. Đấy, con này thì chế chiếc vẫn zin nguyên bản của nó nhá. Con Kimco là hàng của Đài Loan nhá các bác nhá. Cốt máy đạt đến 95%. Con này côn hình như cũng ra rồi sao, chắc là nó thay búa rồi, còn vách nữa chưa trẻ nhá. Củ đề vẫn củ đề gần như là mới nhá. Củ đề vẫn đề ngon nhá các bác nhá. Đấy. Con này thì côn 2 lồi, máy 100. Côn 2 lồi máy 100 giá có 1 triệu, cái này 1.800.000 em bớt các bác 1.600.000 nhá. 1.600.000 đồng. Máy còn khá là ok các bác nhá. Đấy. Thì nó chỉ theo IC con nạp con đạp con số thôi. Giữ thôi. Đấy. Đấy, số nó khá là ok nha các bác nha. Rồi. Con này giá 1.600.000 nha các bác nha. Bao ship tận nhà. Mã là K47 nha. K47. Các bác mua được thì là mã K47 nha các bác nha. Đấy, các bác cứ xem qua nha. Đây. Con này thì chắc là cũng ra rồi. Ra hết rồi. Ý là nó đã vệ sinh lại rồi. Nhưng mà nó ý nó đang chạy, máy nó chạy, nó ý là họ đổi lên xe Honda. Con này là máy là tháo ra là họ mang con xe quay à, con này là con nó lắp lên con xe quay tàu, nhưng họ mang đến thì nó đổi cát thì bên em tháo máy luôn, thì là họ đổi cát con Honda hơn 6 triệu của em, nó cát vào hơn 5 triệu thì em bán cho các bác này nha. Đấy, giá thì cũng chấp nhận lỗ rồi. Đấy, một máy khá đẹp. Đấy, con này 1.800.000 em bán cho các bác 1.600.000 nha. Rồi, tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay. Con SYM. Con này là con SYM nhá. Con này thì là con này máy bao nhiêu này? Con này là máy 110 các bác nhá. Con này máy 110, con này là cũng họ mang đến đổi cát cho em nhá. Con này là máy lắp con Jupiter tàu rồi. Giữ máy. Đấy, số má cũng khá là ngon nhá. Con này 1.800.000 nha các bác nhá. 1.800.000 em bớt có 100 còn 1.700.000 đây. Con này củ đề vừa thay này. À, tháng 8 2022 này. Đấy. Nó vừa thay xong, con này đề vẫn ngon nhá. Con này cũng tình trạng là mang xe đến đổi xe Honda nhá. Con này thì côn nó cũng ra rồi. Côn ra thay cái búa văng trong này thôi. Thì vách sữa chưa trẻ nhá, củ đề vừa thay. Đấy, côn chế lô nó cũng vừa thay nhá các bác nhá. Đầu chưa trẻ này, đầu chưa rớt này. Đấy, con này thì lỗ cực kỳ ngon luôn, máy 110 Jupiter tàu. Đấy, giá 1.700.000 thôi. Đấy, anh em để tả qua cho anh em, và cái thằng em nó cũng chưa biết là cái xe gì. Nó là con Jupiter tàu thời xưa ấy, mua là cũng phải 90 triệu một con. Nên là cục máy nó sẽ thành như thế này. Đấy, anh em nào mà ở miền Bắc mà hay đi xe tàu thì anh em biết ngay con Jupiter tàu nó như thế nào. Đấy. Jupiter xi giữa tàu. Loại gì cũng có tàu các bác nhá. Đấy, nên là con này thì máy còn lổ khá là ok. Đấy, khá là ok, giá chỉ có 1.700.000 thôi. Con này là mã K46 nhá. K46 anh em mua được thì anh em chốt con này. Con này cốt máy con đạt gần như 100%. Đấy, cũng theo IC con nạp con đạp con số nhá. IC con nạp con đạp con số, vách giữa chưa trẻ, bù đài mới. Đấy, bù đài mới các bác nhá. Rồi thì lô này thì em báo mã và giá tiền. Con này K46 anh em mua được thì anh em có thể chốt cho em nhá. Anh em mua được con nào anh em có thể ok anh em chốt cho em nhá. Rồi chào tất cả các bác, tất cả anh em.